thật đến hay. Cả ngày vui ai có việc là anh giúp luôn không ngồi yên. Cạnh bên anh đứng thứ hai một anh tin thật thà đáng yêu. Tưởng rằng anh cao nhất nhà thì anh lắc luôn ngay cả đầu. Oh.
chúng ta hành tinh này.
Thời tiết oi bức quá. Bọn mình giờ được ở biển thì thích tiết mấy vậy?
còn chần chừ gì nữa, chúng mình xuất phát thôi. Thích quá, thích quá, quá, quá. Cậu có biết con này là cá gì không vậy? Tớ chưa nhìn thấy nó bao giờ cả. Chúng ta đuổi theo nó nào. Thần kỳ, mau giúp chúng tớ nào. Bún, cậu nhìn kìa. Bám sát vào phía sau nó. Mm-hmm.
dự thi và đạt cúp mới được. Chào mừng các bạn đã đến với hội thi những quả bí ngô to nhất. Ai là người đoạt cúp năm nay? Các bạn hãy chờ xem. Quả bí ngô của anh em nhà sắp 11 cân. Và đây là nhà vô địch của năm trước. Quả bí ngô của anh Quang là 25 cân. Với các cổ động viên cổ vũ cho Thỏ. Trời, quả bí ngô của Thỏ cũng nặng là 35 cân. Còn đây là Lu, anh có vẻ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Có điều gì bất ngờ xảy ra không? Và trời, không thể tin được, quả bí ngô của Lu là 50 cân. Vậy là chức vô địch năm nay đã tìm được chủ mới. Úp, úp về, Lu. Hả? Có chuyện gì đang xảy ra với quả bí ngô của Lu vậy? Trời! Một sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Và bây giờ chức vô địch
Yeah, yeah, mình bay được rồi. Hãy subscribe.